Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày 21 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi chuyển đến quý vị một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tặng quà Trung thu cho thiếu nhi. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình vượt dòng trên tuyến đường 258B. Hôm qua tại huyện Bạch Thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dự hội nghị. Trong quý 3 năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện các mặt công tác tuyên giáo, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ triển khai nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức sinh động, thiết thực. Chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí, nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội. 3 tháng cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham mưu cấp ủy triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân quan tâm. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu, hôm qua, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Cạn đã đi thăm và tặng 4 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đã nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích trong học tập tại trường tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn. Lãnh đạo thành phố ghi nhận biểu dương những thành tích của các cháu thiếu nhi đã đạt được trong năm học vừa qua và chúc các cháu luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học tập tốt, tiếp tục là những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhà trường và chính quyền địa phương tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chia sẻ, giúp đỡ, động viên các em đến trường. Nhân dịp Tết Trung thu 2021, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, huyện Ngân Sơn đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho 70 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Huyện Ngân Sơn cũng đã đến thăm và trao 4 suất quà của tỉnh cho con em lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đầu. Lãnh đạo huyện Ngân Sơn đã thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Với con em lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến đầu, món quà có ý nghĩa sẽ góp phần mang đến Trung thu ấm áp cho các em, thể hiện sự tri ân, cổ vũ, động viên của huyện để các lực lượng tuyến đầu chống dịch yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Huyện Ngân Sơn cũng thực hiện văn bản số 6172 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc không tổ chức các hoạt động tập trung trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Đồn có hơn 800 cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân được nhận giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 13.400 ha. Theo đó, 58 cộng đồng và 750 hộ gia đình, cá nhân thuộc 15 xã thị trấn đã nhận rừng giao khoán. Trung bình mỗi 1 ha rừng được giao khoán, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ khoảng 400.000 đồng một năm. Các hộ nhận khoán, cộng đồng thôn nhận giao khoán phải phối hợp với lực lượng kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp xã chủ động tuần tra, kiểm tra, tổ chức phát quang để bảo vệ rừng tự nhiên tái sinh. Theo đánh giá của hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn, thực hiện chính sách giao khoán rừng cho các hộ gia đình, người dân đã tập trung phát triển kinh tế, bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời chú trọng phát triển các loại cây như mỡ, chám, lát, quế. Hiện nay, các xã đang tích cực triển khai các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Theo quy định, xã đạt chuẩn tiêu chí 11 đối với khu vực trung du miền núi phía Bắc phải có tỷ lệ hộ nghèo dưới hoặc bằng 12%. Để thực hiện tiêu chí này, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã vận dụng linh hoạt nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các nguồn vốn khác để triển khai nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại giá trị kinh tế cao, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân. Nhờ đó thu nhập của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh hiện nay là 18,5%. Toàn tỉnh đã có 31 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Thưa quý vị khán giả, dự án xây dựng công trình vượt dòng phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh 258B được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2021. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Cạn
đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công. Những ngày này, nhà thầu Thăng Long đang triển khai thi công đồng bộ các hạng mục của hai cầu là Phiêng Phuốc và Nà Tâu. Hiện tại, đơn vị đã bố trí hai mũi thi công cho kịp tiến độ. Nhà thầu Thăng Long cũng đã triển khai được hai khoan và vật tư thì tập kết khoảng 50%. Còn các mũi làm thì hiện tại cầu Phiêng Phuốc thì chúng tôi đã vừa có 3 mũi, một mũi khoan và một mũi đúc dầm và một mũi chuyên phục vụ để cho công trình. Để mà đạt được tiến độ thì là trước hết là phải thực hiện đúng cái hồ sơ thầu về bê tông, thì đấy về chất lượng bê tông cũng như là chất lượng thép thì đúng là chúng tôi sẽ thực hiện theo hồ sơ thầu. Bê tông thì chúng tôi sẽ là dùng bê tông thương phẩm. Dự án xây dựng công trình vượt dòng phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh 258B sẽ xây dựng mới 8 cầu cứng bằng bê tông cốt thép thay thế cho cầu tràn cũ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 93 tỷ đồng do liên danh nhà thầu Huy Hoàn, Hồng Hà, Thăng Long, Phúc Minh đảm nhận thi công. Để đảm bảo tiến độ dự án, các nhà thầu ngay trong tháng 8 năm 2021 đã tập kết vật liệu, bố trí nhân lực và phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục. Dự kiến thi công hoàn thiện hạng mục cọc quan nhồi xong trước ngày 20 tháng 10, hoàn thiện đúc dầm vào ngày 30 tháng 10. Sau khi các đơn vị trúng thầu cái gói vượt dòng thì các đồng chí là phải nói là cũng rất tập trung để cái nhân lực vật lực cũng như là vật liệu công trình. Thế nhưng các đồng chí nó khó khăn cho đơn vị là đúng bắt đầu vào thi công bắt đầu vào mùa mưa. Thế mà mưa thì cái lũ ở trên này nó rất là lớn, cho nên nó cũng có thể gián đoạn thi công. Thế nhưng dù rằng rất khó khăn rồi về nguyên vật liệu rồi tất cả về cái thiết bị báo chí là thiết bị về cầu rồi cái chuyên cầu thì là cơ bản là phải đưa từ Hà Nội lên. Thế trong cái lúc dịch bệnh thì phải nói là để đi lại được nó rất khó khăn, nhưng mà dù rằng là các đơn vị sẽ tập trung mọi cái để làm sao để đạt được cái tiến độ cũng như là cái kế hoạch của các cái đơn vị ra cũng như là của chủ đầu tư. Do dự án là dự án cấp bách phải hoàn thành trong năm 2021 thì hiện nay đơn vị chủ tư đang chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu, thứ nhất là tập kết vật liệu tại hiện trường, tổ chức thi công chia nhiều mũi để thực hiện công tác. Hiện nay đang thực hiện công tác khoan các hoặc khoan nhồi, hiện đang đẩy nhanh các cái mũi, bổ sung thêm các cái mũi để thực hiện cho đúng theo kế hoạch đề ra của ban tỉnh đề ra. Là công trình có thời gian thi công ngắn 130 ngày, do đó các nhà thầu đang khẩn trương thực hiện các hạng mục theo đúng kế hoạch, qua đó nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh 258B được an toàn thông suốt trong mùa mưa lũ, phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão, cứu hộ cứu nạn cho các xã có tuyến đường đi qua, phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Công ty bảo hiểm nhân thọ Chapline vừa chi trả 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp cháu THA, tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn tử vong do đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện công ty đã đến nơi thăm hỏi động viên gia đình khách hàng sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Đồng thời, gia đình khách hàng cũng được công ty nhanh chóng tiến hành giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian nhanh nhất kể từ khi gia đình khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Việc mất đi người thân là không gì có thể bù đắp được. Song hy vọng với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm nêu trên sẽ là khoản hỗ trợ tài chính kịp thời giúp các thành viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt, vươn lên, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị khán giả, thành phố Bắc Cạn đang tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự giác gỡ bỏ việc lấn chiếm không gian đường thoát hiểm tại các khu dân cư. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tổ 5 phường Phùng Chí Kiên có gần 350 hộ dân. Ngay từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên, tổ dân phố đã tuyên truyền tới các hộ dân chấp hành việc tháo dỡ lấn chiếm đường thoát nạn. Với hình thức tuyên truyền, các cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu trong chấp hành nghiêm theo quy định. Qua quá trình vận động thì cơ bản bây giờ là cũng bà con đã tự giác tháo dỡ, thông qua họp tổ nhân dân rồi là ấy, là bà con đã tự giác tháo dỡ. Nhưng cơ bản còn một số trường hợp thì cùng phối hợp với phường cũng hỗ trợ để tăng cường là công tác tuyên truyền, tiếp tục tăng cường tuyên truyền để tự giác. Nói chung bà con được vận động tuyên truyền thì nói chung là tự giác. Thực hiện tháng cao điểm giải tỏa hành lang thoát hiểm, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã tiến hành vận động tuyên truyền người dân cam kết tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên lối thoát hiểm tại các khu vực tổ 5, 6, 7, 8A và 8B theo hình thức cuốn chiếu.
cơ bản cũng 80% là các hộ gia đình đã tháo dỡ. Chỉ còn một số hộ đối với cái giá trị tài sản lớn thì ủy ban phường cũng thành lập, cũng đã phối hợp để báo cáo với phòng quản lý đô thị và đội trật tự là cũng đã đi kiểm tra những cái nhà đó và cũng đã làm báo cáo thành phố để cho ý kiến chỉ đạo về thực hiện. Còn một số hộ hiện tại là mà chưa tháo dỡ thì ủy ban phường cũng sẽ tiếp tục vận động trong thời gian là trong tháng 9 là sẽ phối hợp cùng với tổ nhân dân rồi là các ngành ban ngành đoàn thể là sẽ phối hợp để tuyên truyền vận động cho bà con làm sao tháo dỡ xong trong thời gian là tháng 9. Đối với phường Đức Xuân, địa bàn đông khu dân cư, nơi tập trung buôn bán, thì chính quyền địa phương coi việc giải tỏa hành lang lối thoát nạn là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đợt cao điểm này, Ủy ban nhân dân phường đã thành lập các đoàn, chia làm các giai đoạn để thực hiện mang lại hiệu quả. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức cố tình vi phạm, Ủy ban nhân dân phường sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý xem xét thi đua cuối năm. Các hộ gia đình cố tình vi phạm sẽ không xét gia đình văn hóa và các phong trào thi đua của địa phương. Một số hộ gia đình thì cũng lợi dụng quây tôn, bắn mái, rồi là sử dụng vào mục đích riêng của gia đình mình, như là để cây cảnh, rồi là làm cái bếp than đun nước, rồi là nuôi vật nuôi trên cái không gian đó. Từ nay đến ngày 29 tháng 9 này là chúng tôi sẽ tập trung giải phóng ở khu vực tổ 6 Đức Xuân và tổ 10B Đức Xuân. Và hiện nay các lực lượng đã tiến hành thông báo và kẻ vạch sơn và hướng dẫn nhân dân tháo dỡ theo quy định. Và chúng tôi tập trung là phấn đấu là hoàn thành trước ngày 1 tháng 10. Sau khi tiến hành giải tỏa xong, việc duy trì đảm bảo an toàn, thông thoáng lối thoát nạn cũng rất quan trọng. Việc giao trực tiếp cho các tổ dân phố, tổ tự quản là biện pháp sát thực và hiệu quả nhất. Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ bên kiểm tra và có chế tài xử lý nghiêm những hộ gia đình cố tình vi phạm theo quy định. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Cạn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại huyện Chợ Mới. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế việc tập trung đông người, nên trong tháng an toàn giao thông năm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động về luật giao thông đường bộ bằng loa phóng thanh kết hợp với pano áp phích cổ động treo trên xe ô tô để đi tuyên truyền ở các địa phương. Trong sáng hôm qua, đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đã đi tuyên truyền dọc trục đường giao thông, các khu vực tập trung đông dân cư một số xã thị trấn của huyện Chợ Mới. Cùng với tuyên truyền bằng loa phóng thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Cạn và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tiến hành phát các tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Ngoài huyện Chợ Mới, đơn vị còn đi tuyên truyền về an toàn giao thông tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn vừa kiểm tra công tác sẵn sàng động viên và tiếp nhận quân nhân dự bị năm 2021. Thông qua kiểm tra đã nắm chắc được số lượng, phân loại chất lượng các đơn vị sự nghiệp động viên và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên đối với quân nhân dự bị đã được sắp xếp biên chế vào các đơn vị động viên của tỉnh và thành phố Bắc Cạn, sẵn sàng huy động làm nhiệm vụ và xử trí tốt các tình huống khi có lệnh. Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, quá trình kiểm tra đã thực hiện đúng nội dung, thời gian và trình tự các bước, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Cạn vừa bắt giữ đối tượng Bạch Thị Hoa, sinh năm 1963, trú tại tổ 2, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 427 gram heroin. Số ma túy trên bao gồm một bánh và hai gói nhỏ heroin được Hoa giấu trong một bao gạo để trên thùng xe ô tô mà Hoa thuê riêng. Đến 23 giờ 40 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021, khi chiếc xe này lưu thông theo hướng Thái Nguyên, Bắc Cạn về đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc tổ 7, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoa để phục vụ điều tra. Chương trình Thời sự sáng thứ 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TVK.